De Gea đã đáp trả chỉ trích khi anh chơi như lên đồng ở trận đấu vừa qua giữa Tây Ban Nha và Đức tại UEFA Nations League 2020-2021. Thủ môn số 1 của MU thực hiện tới 7 pha cứu thua ở trận đấu này, giúp Tây Ban Nha tránh khỏi thất bại bẻ mặt trước tuyển Đức. Đây là trận đấu đầy khó khăn cho Tây Ban Nha khi mà đội bóng của huấn luyện viên Luis Enrique đã hứng chịu sức ép dữ dội từ cổ xe tăng. Lần duy nhất De Gea thủng lưới trong trận đấu này là khi anh bị Timo Werner đánh bại ở phút 51. Và mọi người đừng quên đăng ký hội viên của Mr. Zero được chúng mình đính kèm link ở dưới phần mô tả để luôn được hưởng những ưu đãi đặc quyền mà chỉ có hội viên mới có. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Nếu có cuộc bình chọn ai là cầu thủ thi đấu có thời gian ổn định và xuất sắc nhất của Manchester United dưới thời hậu Sir Alex Ferguson, có lẽ phải quá nửa phiếu bầu sẽ chỉ dành cho một cái tên. Anh ấy chính là David De Gea, thủ thành số 1 của Quỷ Đỏ cũng như đội tuyển Tây Ban Nha thời điểm hiện tại. Hôm nay chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại những pha cứu thua đỉnh cao của De Gea để xem rằng danh xưng gánh cả hàng thủ MU mà người hâm mộ yêu quý dành tặng cho anh có chính xác không nhé. Lý do vì sao mà David De Gea chính là cái tên được chọn mặt gửi vàng kế thừa di sản chiếc áo số 1 của huyền thoại Iker Casillas tại đội tuyển Tây Ban Nha. Đứng trước cú dứt điểm nguy hiểm của đội bạn khi khoảng cách chỉ tầm 10m, nhưng De Gea vẫn kịp phản xạ để biến tình huống sau đó chỉ là một cú đá phạt góc cho đối thủ. Tiếp tục là một tình huống cho thấy phản xạ tuyệt vời của thủ thành người Tây Ban Nha. Lần này là một pha đánh đầu nhưng ở cự ly rất sát khung gỗ. Tuy vậy, bằng sự tinh quái và vẫn là phản xạ nhạy bén của mình, lão tôn của thế giới bóng đá đã kịp thời khép góc và bay người từ chối cú đánh đầu căng như búa bổ của anh chàng tiền đạo áo trắng. Pha bóng này cho ta thấy hai điều. Một là hàng thủ của Manchester United xứng đáng lên tầm nghệ sĩ hài. Và hai là sự xuất sắc của David De Gea. Đứng trước tình huống mà bộ tứ vệ của MU như mở rộng đường 10, John Joe Shelby hãy xúc vào gôn mình đi, thủ môn số 1 của Quỷ Đỏ vẫn là người duy nhất nói không với điều đó khi có một pha đẩy bóng vô cùng tự tin và quyết đoán. Trong chiến thắng xịn gần nhất của Man United tại Champions League trước PSG, De Gea cũng góp công khá lớn vào chiến tích đó. Điển hình là pha ôm gọn trái bóng cứu một bàn thua trông thấy sau đường căng ngang và băng cắt rất nguy hiểm của bộ đôi cầu thủ bên phía đội bóng thủ đô nước Pháp. Một pha bay người mà nó không chỉ đạt được độ hiệu quả tối đa khi đã từ chối một siêu phẩm đá phạt của đối phương mà còn lại mang đến phút giây choáng ngợp cho khán giả.
bởi độ đẹp mắt của pha bóng. Đứng trước tình huống đá phạt hàng rào với một lực sút không quá căng nhưng rất hiểm, tác giả của cú đá đã đưa trái bóng ghim thẳng vào góc chết khung gỗ. Tuy nhiên khá đen cho chàng trai khi người gác đền ngày hôm đó lại là Tề Thiên Đại Thánh được ra, cho nên cuối cùng tất cả còn lại chỉ là một cơ hội bị từ chối chứ chẳng thể nào là siêu phẩm bàn thắng. Trong những trận đấu bạc nhược của Man United dưới thời hậu Sir Alex thì thứ vẫn khiến cho người hâm mộ bỏ tiền vé vào xem, đó là tình yêu quá lớn với đội bóng và màn trình diễn của De Gea. Trong trận đấu với Southampton, thủ thành người Tây Ban Nha có một tình huống cứu thua xuất sắc bằng những đầu ngón tay. Trước cú sút quá hiểm hóc của Nathan Redmond, thủ môn đang mang áo số 1 vẫn kịp bay người và phải dùng đến đầu ngón tay mới đẩy được quả bóng rời xa khung thành đội nhà. Ngoài những pha cứu thua bằng tay đã trở thành thứ gồng gánh MU biết bao nhiêu trận đấu, thì phản xạ từ đôi chân của De Gea cũng xuất sắc không kém. Trong thế trận căng thẳng của một cuộc derby thành Manchester, thủ thành số 1 bên phía quỷ đỏ đã có pha từ chối bàn thắng đẹp mắt của Riyad Mahrez bên phía Man City khi soạt chân rất chuẩn sách giáo khoa để cản phá cú đá vô cùng hiểm hóc. Tiếp tục là show diễn mang tên De Gea và sự tiếc nuối của các cầu thủ Man City. Lần này, nạn nhân của những cái ôm đầu là Kyle Walker khi hậu vệ phải người Anh đã có một cú sút căng và mạnh như búa bổ. Mặc dù đã đổ người hơi sai so với hướng đi của quả bóng, nhưng người gác đền của MU vẫn kịp thực hiện một cú đấm bóng rất nhanh cứu cho Man United một bàn thua trông thấy. Alex Iwobi sau khi bị run rẩy tại Arsenal cũng đã có quãng thời gian chơi thăng hoa trong màu áo của Everton. Tuy nhiên thật đáng tiếc trong tình huống này, trước mặt của tuyển thủ Nigeria lại là một De Gea tay to đã gánh cả tổ đội hàng thủ cây hài tại nhà hát của những giấc mơ đến chệt cả vai. Nên dù cho cú dứt điểm của Iwobi có khá tốt, nhưng Everton cũng chỉ nhận lại được một quả phạt góc sau đó mà thôi.
Mặc dù sở hữu một chiều cao lý tưởng và đôi chân dài, nhưng không vì thế mà De Gea có những tình huống dang rộng ra để đối thủ sâu kim. Ross Barkley đã khá tinh quái khi có pha sút sệt nhắm vào khoảng trống giữa hai chân của tuyển thủ Tây Ban Nha khi góc sút đã hơi bị bó hẹp. Nhưng đã là thủ môn số 1 của một câu lạc bộ giàu truyền thống như MU, De Gea đã cho thấy mình không phải dạng vừa đâu khi luôn khép chân rất kịp thời để nói không với việc bị cho đẻ trứng. Vừa rồi là những pha cứu thua vô cùng xuất sắc và đỉnh cao của David De Gea cho cả Manchester United lẫn đội tuyển Tây Ban Nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Hãy tiếp tục ủng hộ cho chúng tôi nhé.